Cô xin chào các em. Các em thân mến, cô rất vui khi hôm nay lại được tiếp tục đồng hành với các em trong chuyên đề rèn luyện kỹ năng khai thác Atlas địa lý Việt Nam. Trong tiết học trước, cô đã giới thiệu với các em khái quát về Atlas địa lý Việt Nam và hướng dẫn các em những lưu ý chung khi khai thác Atlas. Và trên đây là sơ đồ cô tổng kết lại những nội dung quan trọng của tiết học thứ nhất, bao gồm 4 lưu ý chung khi khai thác Atlas địa lý Việt Nam. Một, là cần nắm vững hệ thống ký hiệu của Atlas. Thứ hai, cần xác định được vị trí và đọc tên các đối tượng địa lý trên bản đồ. Thứ ba, cần xác định được khoảng cách, phương hướng của các đối tượng. Và thứ tư là xác định được đặc điểm, mối quan hệ giữa các đối tượng địa lý trên bản đồ. Bên cạnh đó, khi khai thác Atlas, với ba bước thực hiện như sau. Đọc tên trang Atlas để biết được các nội dung được thể hiện ở trên trang Atlas đó. Bước 2, đọc hiểu hệ thống ký hiệu của trang Atlas. Và bước 3, thông qua việc đọc hiểu hệ thống ký hiệu, chúng ta xác định tên, đặc điểm, mối quan hệ của các đối tượng địa lý trong trang Atlas. Trên cơ sở những kỹ năng cơ bản để làm việc với Atlas, các em đã có. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em sử dụng Atlas Địa lý Việt Nam trong bài thi Trung học phổ thông môn địa lý. Chúng ta đến với nội dung thứ 3 của chuyên đề. Trong bài thi Trung học phổ thông môn địa lý, có bao nhiêu câu hỏi yêu cầu chúng ta phải khai thác Atlas? tức là những câu hỏi mà câu dẫn có cụm từ căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam. Để biết được điều đó, các em cùng tham khảo qua bảng có phân tích cấu trúc đề minh họa sau đây. Ở dựa trên bảng có phân tích cấu trúc đề minh họa bộ môn địa lý của Bộ Giáo dục công bố ngày 3 tháng 4 năm 2020, thì các em thấy rằng đề thi vẫn bao gồm 40 câu, trong đó có 24 câu hỏi về lý thuyết và 16 câu hỏi kỹ năng. Trong 16 câu hỏi kỹ năng, có 2 câu hỏi về biểu đồ hai câu hỏi về bảng số liệu thống kê và có tới 12 câu hỏi về Atlas. Với số lượng 12 câu hỏi Atlas chiếm 3 điểm trên tổng số 10 điểm của bài thi, có thể thấy phần câu hỏi Atlas đóng vai trò khá quan trọng. Kết quả của phần này ảnh hưởng lớn đến sự thành công hay không trong bài thi của các em. Nhưng cô cũng lưu ý một lần nữa với các em, đây là cô đang phân tích cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục công bố ngày 3 tháng 4 năm 2020 là có 12 câu hỏi Atlas. Tuy nhiên với những thay đổi của kỳ thi thì có thể sắp tới đây khi bộ công bố đề minh họa mới thì số lượng câu hỏi Atlas có thể sẽ thay đổi theo hướng tăng lên và như vậy thì các em càng cần phải làm tốt phần kỹ năng khai thác Atlas. Vậy câu hỏi yêu cầu khai thác Atlas trong đề thi thường có những loại nào? Các em cùng đến với mục 1, phân loại câu hỏi sử dụng Atlas. Có nhiều cách để phân loại câu hỏi có thể phân loại câu hỏi khai thác Atlas dựa trên nội dung kiến thức cũng có thể phân loại dựa trên các mức độ nhận thức. Ví dụ, nếu dựa trên nội dung kiến thức, chúng ta sẽ có những câu hỏi về phần địa lý tự nhiên, câu hỏi về địa lý dân cư, các câu hỏi về địa lý ngành kinh tế hoặc là địa lý vùng kinh tế, tương ứng với 4 chuyên đề về địa lý trong chương trình sách giáo khoa lớp 12 của các em. Với cách phân loại căn cứ vào mức độ nhận thức, thì các em cũng đã rất quen thuộc với bốn mức độ nhận thức, đó là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. À, tuy nhiên các câu hỏi khai thác atlas à trong đề thi trung học phổ thông thường phân loại theo 4 mức độ nhận thức và trong đó thì chủ yếu là ở mức độ nhận biết và mức độ thông hiểu. Cho nên trong tiết học hôm nay cô cũng sẽ chỉ tập trung hướng dẫn các em khai thác và trả lời một số câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Vậy câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu khác nhau như thế nào? thì chúng ta cùng phân tích qua một ví dụ sau. ở ví dụ này cô đưa ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất Căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ? A. Nha Trang, B. Vũng Tàu, C. Mỹ Tho và D. Long Xuyên. Câu 2, căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về ngành thủy sản của nước ta? A. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng. B. Phát triển không đều giữa các vùng. C. Ít phát triển ở các tỉnh của Tây Nguyên và d, sản lượng thủy sản khai thác giảm Qua hai ví dụ mà cô đưa ra thì chắc chắn các em đã biết câu hỏi 1 thì sẽ ở mức độ nhận biết và câu hỏi 2 thì ở mức độ cao hơn, đó là mức độ thông hiểu. Vì sao lại như vậy? Khi các em trả lời câu hỏi 1, các em mở atlas trang 17 bản đồ kinh tế chung. Các em sẽ dễ dàng tìm thấy các trung tâm kinh tế được thể hiện bằng phương pháp ký hiệu rất rõ ở trên bản đồ và các vùng kinh tế cũng được đánh số La Mã từ 1 đến 7, trong đó vùng Đông Nam Bộ được đánh số 6 trên bản đồ. Như vậy công việc của các em tiếp theo là tìm xem trong bốn trung tâm kinh tế trên đây thì trung tâm kinh tế nào nằm ở vùng số 6, vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên ở câu hỏi số 2, khi hỏi về ngành thủy sản, các em tìm tới bản đồ trang 20. Trong trang 20 có hai bản đồ là lâm nghiệp và thủy sản, chúng ta sẽ khai thác bản đồ về ngành thủy sản và để thấy được sản lượng thủy sản nuôi trồng, sản lượng thủy sản khai thác thay đổi như thế nào, các em phải khai thác trên biểu đồ cột về sản lượng thủy sản của nước ta. Còn để thấy được tình hình phát triển ngành thủy sản có đồng đều hay không, có thực sự là ít phát triển ở các tỉnh của Tây Nguyên hay không, các em phải có kỹ năng khai thác bản đồ chính trong trang atlas. Vậy câu hỏi thứ hai thì những yêu cầu phức tạp hơn so với câu hỏi thứ nhất. Qua đó chúng ta có thể kết luận rằng ở mức độ nhận biết thì câu hỏi thường hỏi một đối tượng căn cứ vào một trang atlas và các đối tượng được hỏi thì được thể hiện rất trực quan ở trên bản đồ. Rất thuận lợi cho các em lựa chọn đáp án. Ở mức độ thông hiểu thì câu hỏi thường hỏi nhiều đối tượng hoặc là nhiều khía cạnh của một đối tượng. Có thể căn cứ vào một trang hoặc nhiều trang atlas và đôi khi còn đòi hỏi chúng ta phải sử dụng nhiều kỹ năng ví dụ như kỹ năng nhận xét biểu đồ, kỹ năng khai thác và phân tích bản đồ. Vậy các bước trả lời dạng câu hỏi trắc nghiệm về khai thác Atlas chúng ta nên thực hiện như thế nào để hạn chế những sai sót để có thể có những cái lựa chọn đúng nhất. Cô gợi ý với các em ba bước chúng ta trả lời câu hỏi như sau. Bước 1 là xác định đối tượng địa lý và trang Atlas cần sử dụng. Khi có nói tới bước 1 này thì chắc chắn các em đều thấy bước này thật đơn giản phải không nào? Bởi vì hầu hết các câu hỏi yêu cầu khai thác Atlas đều cho sẵn chúng ta trang Atlas cần sử dụng. Như vậy các em chỉ việc mở tới trang Atlas đó thôi. Tuy nhiên công việc quan trọng ở bước 1 là các em phải đọc kỹ đề bài để xác định xem đối tượng được hỏi ở đây là đối tượng nào. Sau khi đã xác định xong đối tượng, chúng ta tiến tới bước 2, đó là đọc bảng chú giải, xác định ký hiệu, đặc điểm của đối tượng. Về bảng chú giải thì các em lưu ý nếu như đối tượng đó không được thể hiện trên bảng chú giải của trang atlas thì các em phải tìm tới trang 3 trang ký hiệu chung để tìm hiểu về ký hiệu của đối tượng. Thông qua ký hiệu đó, các em xác định đặc điểm, sự phân bố của đối tượng. Và sau khi đã chắc chắn với bước 2 thì các em chỉ còn một bước 3 rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng, đó chính là phải lựa chọn cho mình một đáp án đúng. Đó là ba bước cô gợi ý các em để chúng ta có thể trả lời các câu hỏi dạng khai thác Atlas mà hạn chế nhất những sai sót. Để rèn luyện kỹ năng thì không có cách nào khác là chúng ta phải làm nhiều và thực hành nhiều. Với đề thi trắc nghiệm 40 câu trong thời gian 50 phút, cô tin rằng tất cả các em đều sẽ hoàn thành 40 câu đó trong thời lượng quy định. Tuy nhiên để hoàn thành với những đáp án đúng mới là điều chúng ta mong muốn và hướng tới. Một điều cô lưu ý nữa là trung bình mỗi câu hỏi chúng ta chỉ có 1 phút 15 giây. Vì vậy khi chúng ta thành thục kỹ năng thì chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi, không ảnh hưởng tới thời gian cho những câu hỏi khác. Trong phần vận dụng này cô và các em sẽ đi giải quyết một số câu hỏi ở hai mức độ nhận biết và mức độ thông hiểu. Tuy nhiên cô cũng lưu ý các câu hỏi yêu cầu khai thác atlas trong kỳ thi sắp tới của các em chủ yếu tập trung ở mức độ nhận biết. Cô nói như vậy thì các em cũng đừng chủ quan bởi vì đôi khi vì sự chủ quan mà chúng ta mắc sai sót và mất điểm ở những câu tưởng chừng như đơn giản thì điều đó thật là đáng tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Các em hãy ghi ra vở đáp án của mình để sau đó thì đối chiếu với đáp án của cô. Câu hỏi thứ nhất, căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 4 năm cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Trung Quốc ở trên đất liền? A. À, Lạng Sơn, B Cao Bằng, C Tuyên Quang và D Lào Cai. Chúng ta đến với Atlas trang 4, trang 5. Với trang Atlas này, câu hỏi các em thường gặp thì thường hỏi về vị trí của các tỉnh. Ví dụ như có giáp biển hay không, có giáp Lào, giáp Trung Quốc, giáp Campuchia hay không. Với câu 1 hỏi về tỉnh nào sau đây không giáp Trung Quốc ở trên đất liền thì các em phải quan sát khu vực biên giới phía Bắc của nước ta và xác định 4 tỉnh. Chúng ta dễ dàng tìm ra 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Lào Cai. Và trong bốn tỉnh đó thì Tuyên Quang chính là tỉnh không có đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc. Như vậy đáp án của câu hỏi này là đáp án C, Tuyên Quang. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 10, cho biết lưu lượng nước trung bình trên sông Hồng lớn nhất vào tháng nào sau đây? A. tháng 7, B. tháng 8, C. tháng 9 và D. tháng 10 với Atlas trang 10 trang hệ thống sông thì trên bản đồ chính thể hiện lưu vực của 9 hệ thống sông lớn và một số hệ thống sông nhỏ. Bên cạnh đó thì còn có biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ diện tích lưu vực của hệ thống sông. Rồi biểu đồ đường thể hiện lưu lượng nước trung bình của một số con sông tiêu biểu. Ở đây là sông Hồng, sông Đà Rằng và sông Mekong Với câu hỏi về lưu lượng nước trung bình trên sông Hồng, các em phải khai thác biểu đồ đường quan sát biểu đồ đường. Lưu lượng nước của con sông Hồng được thể hiện bằng đường màu xanh. Tháng 8 chính là tháng mà sông Hồng có lưu lượng nước lớn nhất. Như vậy đáp án của câu hỏi này chính là đáp án B. À, tuy nhiên cô cũng lưu ý thêm các em, à, đôi khi câu hỏi có thể không dùng cụm từ là lưu lượng nước trung bình lớn nhất thì có thể hỏi các em là ví dụ, đỉnh lũ trên sông Hồng vào tháng mấy. Ngoài ra thì các nội dung khác có thể à, các em sẽ gặp trong câu hỏi này, ví dụ như hỏi về tỷ lệ diện tích lưu vực của các hệ thống sông hay là cao hơn nữa thì có thể hỏi hướng của các con sông để các em lưu ý để chúng ta khai thác câu hỏi thứ ba căn cứ vào atlas địa lý việt nam trang 11 cho biết dọc sông tiền sông hậu phân bố chủ yếu loại đất nào sau đây a đất cát biển b đất phù sa sông c đất mặn và d đất phèn Chúng ta sẽ đến với bản đồ đất trang 11 và tìm đến vị trí dọc sông Tiền, sông Hậu và các em quan sát dọc sông Tiền, sông Hậu thì loại đất phân bố chủ yếu ở đây được thể hiện bằng màu xanh ở trên bản đồ và đối chiếu với bản chú giải. Đây chính là đất phù sa sông. Cho nên đáp án của câu hỏi này chúng ta phải chọn đó chính là đáp án B. Câu hỏi thứ tư Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 13 Hãy cho biết núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ? A. Vu Tha Ca B. Tây Côn Lĩnh C. Kiều Lưu Ti và D. Phu Luông. Với trang 13, bản đồ về các miền địa lý tự nhiên. Ở trang này thể hiện hai miền địa lý tự nhiên là miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Và ranh giới của hai miền này chính là đường nét đứt màu đỏ. Bên phải là miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, và bên trái chính là miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Với yêu cầu có câu dẫn hỏi về núi thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, các em lưu ý trong ký hiệu của trang 3 thì núi thì được ký hiệu viết tắt bằng chữ N in hoa. Và việc thứ hai nữa là chúng ta phải xác định danh giới của hai miền. Sau khi xác định xong thì chúng ta sẽ tìm tới vị trí của các dãy núi và chúng ta thấy rằng Pukatha, Tây Côn Lĩnh và Kiều Lưu Ti thì đều nằm ở Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Chỉ có núi Phu Luông thì nằm ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Cho nên đáp án của câu hỏi này chính là đáp án D. Chúng ta sang câu hỏi số 5. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 14 cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ? A. Chư Pha B. Con Ca Kinh C. Ngọc Cơ Rinh và D. Ngọc Linh Với câu dẫn hỏi về đỉnh núi, các em lưu ý trong ký hiệu ở trang 3 điểm độ cao Đỉnh núi thì được ký hiệu bằng hình tam giác màu đen nhưng là hình tam giác cân. Thế còn khoáng sản sắt cũng được thể hiện bằng hình tam giác màu đen nhưng là hình tam giác đều. Vậy quan sát trên bản đồ thì các em thấy rằng trong bốn đỉnh núi trên thì Ngọc Linh chính là đỉnh núi có độ cao lớn nhất với độ cao là 2.598m. Chỉ thiếu 2 mét nữa thì chạm tới đai ôn đới gió mùa trên núi. Vậy với câu hỏi này, đáp án các em cần lựa chọn chính là đáp án D. Như vậy các em thấy rằng ở bản đồ trang 13, 14 về các miền địa lý tự nhiên thì yếu tố thể hiện chính ở đây là các yếu tố địa hình như là độ cao, hướng núi. À, cho nên các câu hỏi thường tập trung vào hỏi ví dụ vị trí rồi độ cao và hướng của các dãy núi. Chúng ta đến với câu hỏi số 6. Căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ? A. Nha Trang, B. Vũng Tàu, C. Mỹ Tho và D. Long Xuyên. Trong trang 17, bản đồ kinh tế chung, các trung tâm kinh tế được thể hiện bằng phương pháp ký hiệu. Thì các vùng kinh tế thì được đánh số La Mã, các em chú ý trong phần bản chú giải, và vùng Đông Nam Bộ là vùng được đánh số 6. Như vậy, trong 4 trung tâm kinh tế trên, thì chúng ta quan sát và thấy rằng Nha Trang thuộc vùng kinh tế Duyên Hải Nam Trung Bộ, Mỹ Tho và Long Xuyên là thuộc vùng kinh tế Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vũng Tàu chính là trung tâm kinh tế thuộc vùng Đông Nam Bộ. Cho nên đáp án của câu hỏi này là đáp án B. Các em đến với câu hỏi số 7. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 19 cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng bò lớn nhất? A. Nghệ An B. Hà Tĩnh C. Quảng Bình và D. Quảng Trị Ở trang 19 này có 3 bản đồ một bản đồ về chăn nuôi một bản đồ cây công nghiệp và một bản đồ cây lúa Với câu dẫn của đề bài hỏi về số lượng bò thì các em phải đến với bản đồ chăn nuôi và các em chú ý ký hiệu về số lượng bò được thể hiện bằng cột màu xanh dương đặt trên cột màu xanh lá cây của số lượng châu. Và chúng ta dễ dàng nhận ra trong số các tỉnh trên thì tỉnh mà có cột lớn nhất, có số lượng bò lớn nhất chính là tỉnh Nghệ An. Như vậy đáp án của câu hỏi này là đáp án A, Nghệ An. Tuy nhiên cô cũng lưu ý các em, ở đây thì các tỉnh có số lượng bò chênh lệch nhau rất lớn cho nên là chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường thấy rất là rõ. Trong trường hợp các cột có độ cao tương đương nhau, các em dùng thước chúng ta đo để có kết quả chính xác. Câu hỏi số 8. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 20. Cho biết tỉnh nào sau đây có tỷ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh lớn nhất? A. À, Nghệ An, B Hà Tĩnh, C Quảng Bình và D Quảng Trị. Các em cũng đến với trang Atlas số 20. Và ở trang Atlas 20 này thì có hai bản đồ là lâm nghiệp và thủy sản. Thì chúng ta phải làm việc với bản đồ lâm nghiệp do yêu cầu của đề bài hỏi về tỷ lệ diện tích rừng. Quan sát trên bản chú giải, tỷ lệ diện tích rừng được thể hiện bằng phương pháp phân tầng nền với màu nền càng đậm thì tỷ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh càng cao. Và với bốn tỉnh trên thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng Quảng Bình chính là tỉnh có màu nền đậm nhất, tức là tỉnh có tỷ tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh là lớn hơn so với ba tỉnh còn lại. Do đó đáp án của câu hỏi này là đáp án C, Quảng Bình. Câu hỏi số 9. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 21 cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành đóng tàu? A. Hạ Long, B. Nam Định, C. Vinh và D. Huế. Với trang 21, trang bản đồ công nghiệp chung. Đề bài hỏi về trung tâm công nghiệp và hỏi về ngành đóng tàu. Với trung tâm công nghiệp thì các em chú ý là chỉ hiệu số 3 thể hiện các trung tâm công nghiệp bằng những hình tròn với kích thước khác nhau. Còn ngành công nghiệp đóng tàu cũng được thể hiện trên trang 3 trang ký hiệu chung bằng tượng hình là hình con tàu và với bốn trung tâm công nghiệp được nhắc tới là Hạ Long, Nam Định, Vinh và Huế thì chúng ta dễ dàng nhận ra rằng Hạ Long chính là trung tâm công nghiệp có ngành công nghiệp đóng tàu và đáp án của câu hỏi này chính là đáp án A, Hạ Long. Các em đến với câu hỏi số 10. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 23 cho biết quốc lộ 1 nối Hà Nội với địa điểm nào sau đây? A. Hòa Bình, B. Hải Phòng, C. Lạng Sơn và D. Bắc Cạn. Với trang 23 bản đồ giao thông, chúng ta tìm tới quốc lộ 1. Chúng ta dễ dàng nhận ra là quốc lộ 1 thì nối Hà Nội với Lạng Sơn. Còn đường số 6 nối Hà Nội với Hòa Bình. Đường số 5 nối Hà Nội với Hải Phòng. Và đường số 3 nối Hà Nội với Bắc Cạn. Đáp án của câu hỏi này chính là đáp án C. Lạng Sơn. Câu hỏi số 11. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? A. Thái Nguyên. B. Hạ Long. C. Cẩm Phả. Và D. Bắc Ninh. Trong trang 26, bản đồ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng có hai bản đồ là tự nhiên và kinh tế với Câu dẫn của đề bài hỏi về trung tâm công nghiệp, cho nên chúng ta phải tìm tới bản đồ kinh tế. Trên bản đồ kinh tế, các trung tâm công nghiệp được thể hiện bằng những hình tròn có kích thước khác nhau và các em có thể dễ dàng nhận ra vùng Trung du miền núi Bắc Bộ thì có 3 trung tâm công nghiệp, đó chính là Thái Nguyên, Hạ Long và Cẩm Phả. Còn Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Đáp án của câu hỏi này chính là đáp án D, Bắc Ninh. Các em cùng sang câu hỏi số 12. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 27 cho biết khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây? A. Thanh Hóa, B. Nghệ An, C. Hà Tĩnh và D. Quảng Bình. Chúng ta lại đến với bản đồ trang 27 trang Atlas về vùng Bắc Trung Bộ. Trong trang này có hai bản đồ, đó là bản đồ tự nhiên và bản đồ kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ. Chúng ta thấy rằng Vũng Áng là khu kinh tế ven biển thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Đáp án của câu hỏi này chính là đáp án C, Hà Tĩnh. Câu hỏi số 13. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 28, cho biết cây cao su được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây? Thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. A. Phú Yên. B. Khánh Hòa. C. Ninh Thuận và D Bình Thuận. Trong trang Atlas số 28, các em thấy là cũng có hai bản đồ là bản đồ tự nhiên và bản đồ kinh tế. Thì với câu hỏi về cây cao su, chúng ta cũng phải tìm đến bản đồ kinh tế. À, chúng ta có lại cái ký hiệu về cây cao su ở trong Atlas trang 3 à, với hình tượng trưng là cây cao su. Và trong bốn tỉnh nêu trên, cây cao su được trồng nhiều ở tỉnh Bình Thuận. Cho nên đáp án của câu hỏi này chính là đáp án D Bình Thuận. Câu hỏi số 14. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long? A. Hoa Lư, B. Sa Mát, C. Mộc Bài và D. Đồng Tháp. Chúng ta lưu ý về ký hiệu khu kinh tế cửa khẩu và quan sát trên bản đồ, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, Sa Mát và Mộc Bài là ba khu kinh tế cửa khẩu thuộc vùng Đông Nam Bộ Và Đồng Tháp là khu kinh tế cửa khẩu Thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long Câu hỏi này đáp án chúng ta phải lựa chọn Chính là đáp án D Đồng Tháp Như vậy cô và các em đã vừa trải qua 14 câu hỏi Ở mức độ nhận biết Cô hy vọng rằng các em cũng sẽ chọn Những đáp án giống với đáp án của cô Sau đây chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi Ở mức độ cao hơn Đó là mức độ thông hiểu Các em cùng lưu ý để trả lời Câu hỏi thứ nhất ở mức độ thông hiểu và cũng là câu hỏi số 15 mà cô và các em cùng trả lời. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về hoạt động của bão ở nước ta? A. Mùa bão thường bắt đầu từ tháng 9. B. Mùa bão chậm dần từ bắc vào nam. C. Bão tập trung nhiều nhất vào tháng 11. Và D. Bão hoạt động mạnh nhất ở Đông Nam Bộ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Atlas trang 9. Với câu dẫn đề cập tới hoạt động của bão thì các em phải chú ý đến phần bảng chú giải ký hiệu của bão. ký hiệu của bão được thể hiện bằng những mũi tên với kích thước khác nhau. Kích thước càng lớn thì chứng tỏ cái tần suất của bão càng lớn. Và thông qua phần ký hiệu này, chúng ta sẽ khai thác trên bản đồ về hoạt động của bão ở nước ta. Bão của nước ta thì hoạt động thường là từ tháng 6 cho đến tháng 11, tháng 12 và năm nào đến sớm, có thể từ tháng 5 đã có bão. Và cũng quan sát trên bản đồ các em thấy rằng mùa bão của nước ta chậm dần từ bắc vào nam. Bão có sớm từ tháng 6, tháng 7 ở miền Bắc và sau đó thì đến miền Trung và muộn nhất là ở các tỉnh ở phía Nam. Vào tháng 9 là bão có tần suất lớn nhất và lúc này bão đang hoạt động ở vùng Bắc Trung Bộ, cho nên Bắc Trung Bộ chính là vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão ở nước ta. Và càng đi vào Nam thì bão càng yếu dần. Đồng bằng sông Cửu Long hầu như không có bão. Với phân tích trên, đáp án A mùa bão bắt đầu từ tháng 9 là đáp án không đúng. Thứ hai, mùa bão chậm dần từ bắc vào nam thì cô và các em vừa mới nhận xét rồi, mùa bão chậm dần từ bắc vào nam. B là đáp án đúng. C bão tập trung nhiều nhất vào tháng 11 thì chúng ta vừa phân tích là bão tập trung và mạnh nhất vào tháng 9. D bão hoạt động mạnh nhất ở đông nam bộ thì cũng không đúng bởi vì bão hoạt động mạnh nhất ở vùng bắc trung bộ. Như vậy đáp án của câu hỏi này chính là đáp án B, mùa bão chậm dần từ bắc vào nam. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 16. Căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trang 25, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về du lịch của nước ta? A. Khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia. B. Khách nội địa nhiều hơn khách quốc tế. C. Tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng. Và D. Hải Phòng là trung tâm du lịch quốc gia. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đến với trang 25, trang bản đồ du lịch để chúng ta tìm hiểu xem đáp án nào là đáp án không đúng. Khai thác về số khách quốc tế đến nước ta thì chúng ta phải tìm hiểu qua biểu đồ tròn về cơ cấu khách du lịch đến nước ta. Khách quốc tế đến nước ta ở rất nhiều khu vực khác nhau, ví dụ Đông Nam Á, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp Hoa Kỳ, Australia và nhiều quốc gia khác nữa. Vậy A là, là đáp án đúng. Thứ hai, chúng ta khai thác qua biểu đồ kết hợp về khách du lịch và doanh thu du lịch của nước ta. Khách du lịch của nước ta thì liên tục tăng, trong đó khách du lịch nội địa được cái hiệu bằng màu tím thì nhiều hơn so với khách quốc tế được thể hiện bằng màu xanh. Nội địa vẫn chiếm chủ yếu, như vậy đáp án B cũng là đáp án đúng. Khai thác trên bản chú giải, tài nguyên du lịch của nước ta rất phong phú và đa dạng, bao gồm hai nhóm, tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Như vậy, C cũng là đáp án đúng. Với đáp án D, Hải Phòng là trung tâm du lịch quốc gia. Thì các em quan sát là Hải Phòng. Trung tâm du lịch được ký hiệu bằng hình tròn với kích thước khác nhau. Trung tâm du lịch quốc gia thì kích thước lớn hơn so với trung tâm du lịch vùng. Vậy Hải Phòng là trung tâm du lịch vùng chứ không phải trung tâm du lịch quốc gia. Như vậy đáp án của câu hỏi này chính là đáp án D. Câu hỏi số 17. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về ngành thủy sản của nước ta? A. Ít phát triển ở các tỉnh của Tây Nguyên. B. Phát triển không đồng đều giữa các vùng. C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng. Và D. Sản lượng thủy sản khai thác giảm. Cô và các em đến với Bản đồ ngành thủy sản trang 20. Chúng ta cùng phân tích để tìm ra đáp án đúng của câu hỏi. Thứ nhất là phân tích trên bản đồ chính. Thì các em thấy rằng là ngành thủy sản của nước ta phát triển không đồng đều, những vùng phát triển mạnh nhất thì thường tập trung ở ven biển, ví dụ như duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có ngành thủy sản phát triển nhất ở nước ta. Trong khi đó thì ngành thủy sản ít phát triển ở trung du miền núi như là Tây Nguyên rồi Tây Bắc cho nên đáp án A và đáp án B không phải là cái đáp án mà chúng ta sẽ lựa chọn trong câu hỏi này. Tiếp theo tìm hiểu về sản lượng thủy sản khai thác và thủy sản nuôi trồng, khai thác trên biểu đồ cột. Qua biểu đồ này các em thấy là sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng, sản lượng thủy sản khai thác cũng tăng. Cho nên đáp án của câu hỏi này chính là đáp án D. Câu hỏi số 18. Căn cứ vào atlas địa lý Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về nhiệt điện của nước ta? A. Ở miền Bắc than là nhiên liệu chủ yếu. B. Ở miền Nam dầu khí là nhiên liệu chủ yếu. C. Có nhiều nhà máy quy mô khác nhau. Và D. Tây Bắc tập trung nhiều nhà máy nhất. Đến với trang 22, chúng ta phải tìm tới bản đồ công nghiệp năng lượng. Bởi vì trong trang 22 thì các em thấy là có tới 3 bản đồ về các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta. Đó là bản đồ về công nghiệp năng lượng bản đồ với công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm và bản đồ với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Với câu hỏi hỏi về ngành nhiệt điện thì chúng ta phải khai thác trên bản đồ công nghiệp năng lượng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên các em lưu ý, ký hiệu của các nhà máy nhiệt điện là được thể hiện bằng ngôi sao màu đỏ. Và ở miền Bắc các nhà máy nhiệt điện tập trung ở gần vùng nguyên liệu than và chủ yếu là được cung cấp từ nguồn than Quảng Ninh. Đến khu vực phía Nam thì các em thấy các nhà máy nhiệt điện cũng phân bố và hoạt động nhờ vào nguồn dầu khí đã được vận chuyển từ thềm lục địa. Cho nên đáp án A và đáp án B chính là đáp án đúng. Về quy mô của các nhà máy, qua phần chú giải các em cũng thấy rằng nước ta có nhiều nhà máy nhiệt điện với quy mô khác nhau và chia thành hai mức đó là trên 1.000 MW và dưới 1.000 MW. Vậy với đáp án C cũng là đáp án đúng, nước ta có nhiều nhà máy nhiệt điện với quy mô khác nhau. Với đáp án D, Tây Bắc tập trung nhiều nhà máy nhất, chúng ta quan sát đến vùng Tây Bắc Tây Bắc có nhiều nhà máy nhưng không phải là nhà máy nhiệt điện mà là nhà máy thủy điện. Những nhà máy thủy điện lớn thì đều nằm ở vùng Tây Bắc như là Hòa Bình, Sơn La rồi Lai Châu. Cho nên đáp án của câu hỏi này chính là đáp án D. Các em thân mến, qua phần thực hành với gần 20 câu hỏi, cô tin là chúng ta cũng đã nắm chắc được các bước để trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở dạng khai thác Atlas làm sao cho hiệu quả nhất. Sau đây, cô tổng kết lại những nội dung quan trọng trong hai tiết học về chuyên đề rèn luyện kỹ năng khai thác Atlas địa lý Việt Nam. Có những lưu ý chung với các em như sau. Thứ nhất là khi khai thác Atlas thì các em cần nắm vững hệ thống ký hiệu. Thứ hai là cần xác định được vị trí và đọc tên các đối tượng địa lý trên bản đồ. Thứ ba là phải xác định được khoảng cách, phương hướng của các đối tượng. Và lưu ý thứ tư rất quan trọng là phải xác định được đặc điểm mối quan hệ của các đối tượng địa lý trên bản đồ. Nội dung thứ hai, khi khai thác một trang Atlas thì các em nên thực hiện theo 3 bước sau. Bước 1, đọc tên trang atlas để biết được các nội dung thể hiện. Bước 2, đọc hiểu hệ thống ký hiệu của trang atlas. Và bước 3, xác định tên, đặc điểm, mối quan hệ của các đối tượng trong trang atlas. Và khi sử dụng atlas để trả lời một số câu hỏi trong đề thi trung học phổ thông thì chúng ta nên thực hiện theo 3 bước như sau. Bước 1, xác định đối tượng địa lý và trang atlas cần sử dụng. Bước 2, đọc bảng chú giải tìm ký hiệu của đối tượng. Qua đó thì chúng ta xác định đặc điểm sự phân bố của các đối tượng. Và đến bước 3 là bước lựa chọn đáp án đúng. Như vậy qua hai tiết học trong chuyên đề rèn luyện kỹ năng khai thác Atlas địa lý Việt Nam, cô đã hướng dẫn các em những kỹ năng cơ bản để các em có thể sử dụng Atlas hiệu quả hơn trong việc học tập cũng như làm các bài thi môn địa lý. Cô xin chào các em và chúc các em học tốt.